À, xin chào bà con. Hôm nay trại chim bồ câu Minh Dũng có giới thiệu cho bà con nuôi chim bồ câu như thế nào đạt hiệu quả nhất và đẻ trứng nhiều nhất. À, hôm nay trại bồ câu Minh Dũng chỉ. Bây giờ dẫn bà con ra xem cái chim đẻ chút. Đây. Đây là mình nuôi chim bồ câu quần thể nha. À, nuôi quần thể là lý do quần thể không? Chỉ cho đẻ trứng thôi nha các bạn. Bà con chỉ cho đẻ trứng thôi, đẻ trứng hàng ngày buổi sáng buổi chiều là bồ câu đẻ, là coi như 8 giờ tối ra mình gom trứng, chỉ cho đẻ thôi, không cho ấp, không cho nuôi con gì, đẻ hết rồi mình đem vô máy. Đây coi như làm bồ câu đẻ, nha. Đây đẻ đây nè, đây bây giờ là không có đẻ, mình quay buổi trưa rồi là coi như là chỉ có chuyên đẻ thôi đúng không anh? Chuyên đẻ là mình giới thiệu sơ về mô hình ở đây cho bà con xem ơi. Đây chứ mình thật ra là mình nuôi một cái quần thể lớn. Đây mình sẽ cho bà con xem cận cảnh những cái chú chim đẻ ở trại mình nhá. Uống núm như thế nào đó. Chỉ cho đẻ thôi. Nuôi dài nữa, dài kia. Đây là 4.000 cặp chim đang sinh sản hết nha. 4.000. Còn ở bên trong này là những cặp chim sẽ nuôi con đúng không anh? Là coi như là mình bồ câu đẻ ra, nhiệm vụ ở ngoài kia nó đẻ. Rồi trong những cái trại mà lớn của Minh Dũng là đẻ ra mình cho vô tủ ấp. Ấp nở ra là cho những con nào mà đang ở đây nuôi con mà. Là mình ghép 3, ghép 4 vô. Chẳng hạn như đây là mình ghép vô đây. Đây. Nè, ghép 3 nè, ghép 4 nè, 4 con nè em. Đây. Đây, 4 con nữa nè. Đây đây. Là nhiệm vụ cái lứa nào nó đẻ thì nó đẻ luôn. Không cho nó ấp, chỉ cho đẻ thôi. Là chiều tối là mình phải lấy trứng nha. Rồi cho vô máy nở ra rồi ghép vô những con đang nở ra nè. Nè. Nè, này nuôi nè, 4 nè. Không nuôi bốn hết à, nuôi bốn không, nó rất là đồng đều anh nhỉ, còn lớn lắm. Anh thử mang cho mọi người xem một con được không? Còn lớn lắm không đó, còn quá bự. Con ấy thì tầm được khoảng bao nhiêu ngày rồi anh? Con này tầm 20 ngày, nó cũng được 5 lạng. Em nghĩ là phải hơn 5 lạng đấy. Không, mà mình nói ít thôi, đừng nói nhiều quá, nhiều lúc bà con không tin. Mình nuôi là nuôi 4 con là 5 lạng trở lên, không có dưới. Đây chuồng nào cũng 4 con 3 con, 4 con 3 con hết. Đây 4 con 3 con. Nhiệm vụ mấy em này là chỉ nuôi con nha. Nó nở ra 2 con. Hiện bổn phận nó cũng có nuôi 2 con. Nhưng mình lấy cái trứng ở ngoài kia, vô máy nó ấp nó nở rồi mình ghép vô đây nữa, là nuôi 4 con 3 con hết tất cả. Đây nè, chuồng nào cũng vậy hết, 4 con 3 con nè, bự nè không à, bự đâu hoàng không đó. Nuôi đó, đây là những làm sao mà để cho con bồ câu mà đẻ nhiều nhất. Ở ngoài chuồng hồi nãy quay cho bà con xem đó,
đã có 50 con. Mà nó tới 35 con mái. Chỉ có 15 con trống thôi nha bà con. Là nó đạt hiệu quả rồi. Nhiều lúc nó vậy, nhiều lúc nó giành mấy con trống kia, nó đập mấy con nọ nữa. Là coi như là mình nuôi nó 3 năm là mình bỏ cái giống nó được rồi. Là mình vét hết trứng nó rồi. Là bình quân là một cặp chim nó đẻ một tháng nó là 6 quả. Một tháng là trung bình là vậy là đẻ 3 lứa hả anh? Một tháng cho đẻ 3 lứa hoặc 35 ngày 3 lứa. Tại mình cho ăn đúng tiêu chuẩn mà. Là nó đẻ tháng 3 lứa. Đó là coi như là mình một năm đó, nó có thể đẻ từ 20 lứa cho tới 25 lứa. Mình nói 30 lứa là không được nha. Đó như thế. Em thấy trên mạng xã hội YouTube và thứ thì người ta có nhiều người người ta chém gió là đẻ một năm 30 lứa. Thực ra anh nghĩ là có thật hay không? Ngoài cái mô hình mà ở bên Thái hiện giờ mà để áp dụng đó, trứng giả đâu này kia là thua hết nha. Mình xin nói cái trứng giả, cái mình phải cho ấp trứng thiệt nha. Lý do gì mình phải kêu ấp trứng thiệt là lý do gì? Là con chim bồ câu nó nằm ở trên ổ đó, nó tầm ở 16 ngày, từ 14 đến 18 ngày nó cái con nó cục kịch ở dưới cái sữa nhiều á. Ý như con mẹ mang bầu đá lung tung vậy mới có sữa cho con bú chứ. Mà tự nhiên nhiều người ta đang mang bầu mới có 7 tháng người ta mổ lấy con ra sữa rồi cho bú, uống sữa hoài chết. Sao con nó mạnh khỏe được, cũng như con chim bồ câu nữa thôi. Là mình để cho nó nở ra. Lý do sao cho nở không? Để cho bù nhiều. Cho nó kích thích cái lường của nó. Để cho cha với mẹ nó có cái sữa nhiều để cho nuôi con mới được. Là nhiệm vụ nó là nuôi 4 con là đạt nhất. Và nuôi trứng giả là nó không có cảm giác được cái con cục kịch nhúc nhích ở trong cái lường của nó. Thành thử là nó không đạt. Nhiều người ta nuôi trứng giả cũng đạt nhưng mà nuôi lứa một là nuôi 4 con à. Bỏ ra cái bồ câu cha mẹ đi xiển niễn sao đẻ được nữa. Đó là coi như là mình phải nuôi cái gì phải tự nhiên hết. Là muốn nuôi đẻ nhiều thì như mô hình của trại Minh Dũng vậy, cho quần thể đẻ, nhiệm vụ nó đẻ thôi, lấy trứng vô lò tổ ấp đem nở ra đi ghép vô đẻ nhiều. Với lại nuôi chuồng công nghiệp làm sao mà đẻ nhiều mà đạt hiệu quả cao. Là coi như là 35 mái 15 trống mà nở ra là phải là trên 30 trứng nha. 35 thì không có nhưng mà trên 30 trứng đạt. Nhớ đẻ bồ câu đẻ buổi chiều 6 giờ đi lấy trứng nha, đừng để trễ quá chậm bể trứng, lúc đó bà con thất thu. Đây. À, những con này là coi như đang nằm ổ nè, không nè, đang nằm ổ nè, chuẩn bị nở con. Nở con là trong máy á, bao nhiêu mình đem ra mình ghép vô, ba bốn hết, ba bốn hết. Là những cái cặp giống này là nuôi con siêu giỏi đấy đúng không anh? Không, cái này là chỉ pháp thôi mà nó nuôi con nhiều dữ vậy đó. Còn chưa phải titan là cái giống titan ở đây. Hôm nay mình chỉ là cho bà con đẻ trứng đạt hiệu quả cao, làm như thế nào đạt hiệu quả cao mà có lời. Mình chỉ đến đây là kết thúc. Sau này mình chào bà con, sau này mình có lấy mô hình nào mà của bên Thái này về nữa hiệu quả hơn mình sẽ chỉ bà con nữa. Tạm biệt bà con.